Liên quan tới vụ quán cơm Bình Dân ở khu vực cổng sau bệnh viện Bạch Mai bị khách tố chặt chém 160.000 đồng suất. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa ngày 11 tháng 7, một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai Đống Đa, Hà Nội cho biết đã yêu cầu quán cơm này tạm đóng cửa. Vị này cho biết sau yêu cầu của phường, chủ quán cơm đã nghiêm túc chấp hành. Việc phường yêu cầu quán cơm này đóng cửa là nhằm để hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, thủ tục. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Phương Mai, thời điểm kiểm tra cuối tháng 6 vừa qua, quán cơm xuất trình được giấy phép kinh doanh do quận cấp nhưng chưa trình được giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Chủ quán ăn cho hay giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm bị thất lạc. Phường cũng yêu cầu trong khoảng 15 ngày chủ quán phải xuất trình đầy đủ giấy tờ. Được vài ngày thì xảy ra vụ việc này. Chính vì vậy, Ủy ban Nhân dân phường đã quyết định tạm đóng cửa, khi nào hoàn thiện đầy đủ các thủ tục mới được phép hoạt động trở lại, vị này nói. Liên quan tới vụ khách tố xuất cơm 160.000 đồng, lãnh đạo phường Phương Mai cho biết đã chuyển hồ sơ lên cấp quận để xem xét phương án giải quyết, xử lý. Sau khi có kết luận chính thức từ Ủy ban Nhân dân quận Đống Đa, phường sẽ thông tin thêm.